lớn quý vị. Một trái bom nguyên tử bây giờ đâu quý vị. Thí dụ như, một thí dụ thôi nha, nó bỏ tại Sài Gòn đi, thì cách Sài Gòn 200 cây số là chết thành bình địa hết. 200 cây nha quý vị, có thể hơn nữa đó. Một thí dụ thôi nha quý vị. Thì quý vị thấy cái sức công phá của nó rất lớn quý vị, và cái sức ép và cái sức nóng của nó khủng lắm. Bởi vậy chúng ta đó, bây giờ đó, thì hãy nên lánh xa những chốn phồn hoa đô hội, chốn thị thành. Mặc dù chúng ta về quê đó, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, nhưng mà ổn hơn nha quý vị. Còn cái chuyện bức xạ của hạt nhân đó, đó là một điều khủng lắm luôn. Nó xóa sổ cả một cái quốc gia, cái đất nước của mình dài tính ra mấy ngàn km đó, mình cũng không nhớ hết. Chỉ cần hai trái thôi là không còn một con đỏ. Một thí dụ nha quý vị. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta hậu phước nhất, thần tám tiên phục đã hạ phàm tại Việt Nam, sau này họ sẽ dùng cái điển lực của họ đó, cái công năng của họ đó, để bẻ gãy cả một cái hoa tiễn nữa quý vị. Con mua rất là nhiều. À, một ngày mua nhiều lắm, có khi lên cả trăm cặp vô vậy. Một cặp gì đó với một cái bộ đồ. Cái bộ đồ của Thành ở đây là có thuốc nè, là chai thuốc bóp nè, ba chai dầu, hai chai nhỏ mắt, hai chai nhỏ mũi và một chai ngứa. À, thì ở đây đó thì nếu ai bị bao tử thì Thành sẽ cho thêm hai bịch bao tử nữa. Ai xin thêm cái món gì Thành sẽ cho thêm món đó, giống như máy phát giảng cũng như là tôm chỉ hành đạo. Thì cặp thuốc này á thì Thành sẽ giới thiệu lại là chuyên trị về cái gì. Thứ nhất á, là cặp thuốc này là chuyên trị thần kinh tọa, gây cục sống, thiếu quắc cục sống. Bà con mà bị nhức đó, thường thường đó là những cái người mà lớn tuổi là thường bị nhức. Mình uống cặp thuốc này mình uống tới 50 ngày lận, một ngày mình uống 2 lần quý vị. Quý vị ơi, thì ở đây nếu mà ai không có tiền, hoặc là ai sợ, hoặc là ai lo lắng cho cơ thể của mình mà bị gọi là phụ, mà có tác dụng phụ đó quý vị, thì quý vị cứ gọi của Thành, thẳng Thành đi. Nói bây giờ tôi muốn thử thuốc, đó, của Thành sẽ gỡ thuốc cho quý vị, cho tới nhà quý vị luôn, của Thành sẽ không lấy tiền quý vị. Khi nào quý vị uống xong, thấy ok, thấy ổn trong người, rồi quý vị hãy gỡ tiền cho Thành, không sao hết. Cái này là của Thành muốn vừa đảm bảo cho quý vị mà vừa đảm bảo cho Thành. Tại vì ở đây là Thành không có phải là người nghèo khổ đâu quý vị, của Thành rất là khá luôn. Đó, nhưng mà bán cặp thuốc này đó là không có lời nhiều hết, chỉ nên muốn làm từ thiện cho bà con thêm này giàu hoặc là. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn tỷ đã nói rất là rõ, bác Tạo nghe cũng thấy rất là rõ. Thì bà con mình cũng dựa vào đó mà để phổ biến nha bà con. Tiếp theo câu hỏi là một vị này hỏi là một vị nam hỏi là nếu mà vũ khí hạt nhân á ở bên nước ngoài đó, ví dụ như Nga, Ukraine, Trung Quốc hay là Triều Tiên, thì những cái nước đó đang lăm le để vũ khí lên cái bệ phóng hết trơn rồi, thì trước hay là sau mình chỉ đợi thời gian thôi, ba la là bấm một cái bùm. Thì nếu mà vũ khí hạt nhân mà nổ ra, nghe nói vũ khí hạt nhân chiến này rất là lớn, rất là mạnh, có thể là xóa sổ một nước. Như vậy rồi mình ở Việt Nam có ảnh hưởng khí độc hay là nước uống hay là gì không, và mình phải nên làm những gì? Mong tỷ chia sẻ gõ giùm, xin thành thật cảm ơn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Cái chuyện đó là quý vị đọc tin tức ở trên mạng đó là có đầy đủ hết. Về vấn đề các vị hỏi muội khí độc, thì muội đã từng chia sẻ với quý vị rằng chúng ta ảnh hưởng khí độc rất lớn quý vị. Một trái bom nguyên tử bây giờ đâu quý vị. Thí dụ như, một thí dụ thôi nha, nó bỏ tại Sài Gòn đi, thì cách Sài Gòn 200 cây số là chết thành bình địa hết. 200 cây nha quý vị, có thể hơn nữa đó. Một thí dụ thôi nha quý vị. Thì quý vị thấy cái sức công phá của nó rất lớn quý vị, và cái sức ép và cái sức nóng của nó khủng lắm. Bởi vậy chúng ta đó, bây giờ đó, thì hãy nên lánh xa những chốn phồn hoa đô hội, chốn thị
thành. Mặc dù chúng ta về quê đó, có mắm ăn mắm, có muối ăn muối, nhưng mà ổn hơn nha quý vị. Còn cái chuyện bức xạ của hạt nhân đó, đó là một điều khủng lắm luôn. Nó xóa sổ cả một cái quốc gia, cái đất nước của mình dài tính ra mấy ngàn km đó, mình cũng không nhớ hết. Chỉ cần hai trái thôi là không còn một con đỏ. Một thí dụ nha quý vị. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta hậu phước nhất, thần tám tiên phục đã hạ phàm tại Việt Nam. Sau này họ sẽ dùng cái điển lực của họ đó, cái công năng của họ đó, để bẻ gãy cả một cái hoa tiễn nữa vậy. Chỉ cần chỉ máy bay thôi là rớt rồi. Một nói như vậy đó, thế nào cũng có người nói đó, ăn cơm dưới đất mấy chuyện trên trời hiểu không nổi. Tại vì thật sự ra các ngài các đấng đó, người ta có ánh sáng tinh anh rồi đó. Quyền năng của họ là quyền năng vô đối. Họ có thể dời đổi cả một cái gì khó khăn lắm. Quý vị thấy kim tự tháp ở Hy Lạp không? Thì khi con người chúng ta đạt đỉnh được, đến khi có ánh sáng tinh anh rồi, chúng ta dời những cái cục đá đó lên để mà xây cái kim tự tháp đó một cách dễ dàng. Nhưng mà đến giai đoạn cực đỉnh rồi thì chúng ta tất khổ thì tất hoại đó vậy. Chúng ta sẽ quay lại thành cái người chưa biết gì nữa đó. Nó đi theo một chu kỳ hạ nguyên, trung nguyên và thượng nguyên. Nó như vậy. Bây giờ chúng ta ở cái giai đoạn này thì chúng ta hạ nguyên hạ là màn cuối cùng để chuẩn bị trở lại thượng nguyên. Đối với những người các vị Bồ Tát, các vị Phật đó quý vị, họ có ánh sáng tinh anh nên họ dời non lấp bể là chuyện bình thường đối với họ, không có gì mà khó khăn lắm đâu quý vị. Nên quý vị cũng hãy tin tưởng nước chúng ta. Bồ từng nói rằng nước chúng ta sẽ bị thiên tai nhân họa và dịch bệnh để sát phạt. Còn chiến tranh đó, chúng ta không có bằng một cái móng tay của nước ngoài, nhưng mà mình ảnh hưởng. Tại vì một khi bầu trời u ám rồi thì chúng ta là những người con nằm trong cái vũ trụ thì cái chuyện ảnh hưởng là chuyện bình thường. Mình từng khuyên mọi người rằng nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta nên trữ nước uống. Thí dụ như bây giờ chúng ta trữ nước uống đi, mà chúng ta không có điều kiện ở ngay đó, chúng ta phải chạy loạn đi chỗ khác, thì nhờ những cái lưu đó đó cũng cứu được chúng sanh đâu gì. Mà cái phước đức đó chúng ta hưởng đâu, không sao cả. Đừng nghĩ chúng ta trữ để một mình chúng ta, mà chúng ta phải nghĩ rộng ra, đó là còn chúng sanh nữa. Biết đâu ta đi có người khác tới đó, nhờ những cái đó hưởng nhờ mà ta chống đói chống khát. Còn nếu ta ở đó thì ta thọ hưởng là chuyện bình thường. Mong quý vị hãy suy nghĩ cho kỹ những gì mọi nói. Đôi khi đó ở trên cộng đồng mạng đó nói ra đó thì phải đắn đo quý vị, xem có dính vào chính trị không, xem có bị Antifa chụp mũ không, xem nói như vậy bao nhiêu người hiểu, và những người không hiểu học phỉ báng đến mức độ nào.
đo từ lời cái gì, nhưng mà vì lòng từ bi, những lời mũi hứa với mẹ, mũi phải làm cho tròn. Mũi từng nói rằng tất cả những ai phỉ báng mũi, mũi coi như nước đổ lá môn, không sao hết. Nhưng mà một khi có dính dáng với các đấng thì sau này có tiêu hồn quỷ sát thì không được cách là Phật giả vô ngôn nha. Mũi đã từng lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Và những người có tâm địa vì một đồng tiền nhận của người khác mà làm những cái chuyện không đúng, hay là nói những cái câu nói thất nhân thất đức, thì cái chuyện tiêu hồn quỷ xác chỉ cần giống như lật cái bàn tay thôi. Vì tất cả chúng ta bây giờ đang nằm trên sàn hết rồi. Chúng ta muốn là tấm thì chúng ta rớt xuống trước. Chúng ta muốn gạo nữa thì rớt xuống tiếp. Và chúng ta còn nguyên hộp thì chúng ta mới còn nằm ở trên sàn, đúng không vậy? Bây giờ không thể nào lường trước được bất cứ một chuyện gì. Mô Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Câu hỏi tiếp theo, để không làm mất thời giờ, thì là câu hỏi tiếp theo là người chết bao lâu hồn mới được hồn mới không còn ở tại thế? Tại sao lúc mới chết thì thấy ông bà cha mẹ hiện về hỏi này hỏi kia, làm này làm kia, nhưng mà đến một thời gian thì mất tiêu? Vì hỏi tỷ là cho rõ là ông bà mình bao giờ mới đi khi người chết đó, để người ta biết người ta cúng kiến hay như thế nào đó. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Mô Phật. Cơ đến quá, không phải cơ mà hỏi như vậy. Thôi thì cũng trả lời cho vui. Thì khi chúng ta, ông bà chúng ta thoát, thì các vị phải nhớ rằng bên đạo Phật và tất cả các đạo thì làm từng thất, tức là 7 ngày chúng ta cúng một lần thất, tức là khi 7 lần 7 là 49 ngày, thì coi như ông bà chúng ta đã có hộ khẩu rồi đó, có danh sách. Và gần như là 49 ngày là ông bà chúng ta sẽ không lui tới thăm con cháu nữa. Vì lúc thoát xác rồi đó, cái linh hồn ngao du sơn thủy vậy đó, không sao hết. Họ vẫn chưa có cái sự ràng buộc. Nhưng mà đến khi có hộ khẩu rồi thì bắt đầu thọ lãnh đó. Những ai làm ác thì đọa địa ngục để giai trả, để chịu cực hình. Còn những ai biết tu hành, ăn năn sám hối, biết đến Phật pháp thì thông dong tự tại về đến một nơi mọi hay gọi là thanh tịnh đại hải chúng để mà tu hành. Đó là một nơi chứa tất cả các linh hồn thì để mà về đó học tiếp và tu tiếp. Và hàng ngày, hàng tuần đều nghe thuyết pháp để bắt đầu đoạt dị đó quý vị. Còn ở bên Cao Đài giáo đó thì nó là cúng cửu, tức là 9 ngày cúng một lần. Từ nhất cửu tới cửu cửu là 9 lần 9, 81 ngày. Thì chúng ta sẽ có hộ khẩu. Và cũng y vậy đó. Nếu chúng ta là người biết tu hành, con cháu chúng ta thương ông bà, giữ giới trai lạc trong cái gia đó, tức là khi ông bà chết
làm chay cúng chay, rồi con cháu ráp ăn chay cho ông bà mình tới 81 ngày để hồi hướng phước đức cho ông bà. Thì cộng với phước đức ông bà hiện tiền tại tại hiện tiền làm được thì ông bà chúng ta đi qua cõi âm quan, qua Bắc qua Đài một cách dễ dàng. Tại vì một khi chúng ta ở bên Cao Đài giáo đó, khi chúng ta thoát xác, cửa thứ nhất là nhất cửu đó, là chúng ta đã được cửu vị tiên nương của mẹ dìu dẫn cho cái chân hồn đi qua 9 tầng. Tầng nào quý cô cũng phải đưa cho quý vị đi hết. Nếu là quý vị là người tu hành, nên chúng ta không có sợ lạc được. Còn những người không chịu giữ giới, không chịu tu hành đạo Cao Đài, nhưng mà không theo tôn chỉ đạo, thất thệ, thì sẽ về nơi thờ tùy theo công quả. Thí dụ như một người là mặc dù do đạo Cao Đài nhưng mà thất thệ, thì chúng ta sẽ đi về cái nơi gọi là nhà thờ tổ đó quý vị. Nhà thờ họ đó, thí dụ như họ Lê thì có nhà thờ họ Lê, họ Nguyễn có nhà thờ họ Nguyễn. Những tín đồ Cao Đài rất ơi là hiểu về điều này. Thì chúng ta sẽ về đó học đạo, học lại từ đầu. Rồi đến một giai đoạn chúng ta học tốt rồi thì chúng ta sẽ trở về khách đình. Con cá xanh tự nhiên không? Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Dạ Bác Thành xin kính chào quý vị thân mến. Dạ thì Bác Thành xin kính chúc quý vị một buổi trưa và an lạc. Nam Mô Di Đà Phật. Thì hôm nay Bác Thành không phí thời gian của quý vị. Thì ở đây Bác Thành cũng làm những video về những vấn đề cộng đồng mạng xôn xao cũng như là dịch bệnh hay là động đất này kia đó quý vị. Thì hôm nay đó thì Bác Thành cũng xin lên video hôm nay để giới thiệu với quý vị là ở đây Bác Thành có cho những cái máy phát giảng quý vị. Cũng có cho là những cái máy mà gọi là niệm Nam Mô A Di Đà Phật nè, nhạc nền có nè, nhạc niệm có nè. Rồi nhạc niệm Nam Mô A Di Đà Phật ba loại quý vị. Đó, đây là có đầy đủ hết. Niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng có luôn. Đó, đây là quý vị. Đây là Bác Thành cho phi ha, cho miễn phí cho bà con. Bà con chỉ cần chịu tiền ship cho Bác Thành là 30 ngàn thôi. Bác Thành sẽ gửi tới đâu quý vị luôn, đâu cũng gửi quý vị hết. Đó. Đây là máy niệm Phật. Cũng như là cho chung dưới đó thì là có tôn chỉ hành đạo nè. Bà con tôn chỉ hành đạo này đó bà con là chỉ về cách mình là cúng lại thờ phượng cũng như là cách học Phật tu nhân đó bà con. Đây, nếu mà mình mà người mới đi vào học Phật giáo Hòa Hảo đó thì mình nên mình dùng cuốn này để mình học. Bác Thành hồi trước cũng học cuốn này không quý vị. Là chỉ mình cách cúng kiến nè, rồi chỉ mình về những cái vấn đề mà giống như là cần tu học đó, tu hiền ở dưới cái lúc mà mình còn làm ở cái con người này đó quý vị, học Phật tu nhân đó quý vị. Đó. Thì cũng như là cho thêm á là sấm giảng thi văn giáo lý toàn bộ quý vị. Đây là cuốn bự đây đó quý vị, đây là mình về để mình tìm tòi để mình học hỏi về cuốn thi văn giáo lý quý vị đó quý vị. thì đó là những món đồ Quốc Thành cho, cũng như là thuốc tây ở đây đó, là thuốc tây ở đây Quốc Thành cũng cho luôn quý vị. Cho là quý vị nếu mà ai có xin đó thì Quốc Thành sẽ cho 2 bịch hoặc là 3 bịch, nếu mà người nhà nhiều thì Quốc Thành sẽ cho 4 bịch. Cái này là có bà con người ta hỗ trợ nha. Thuốc là thuốc mới hoàn toàn nha quý vị. Thuốc là chuyên trị về là cách những cái bệnh gì, là bệnh như là sốt nè, cảm nè, rồi say nắng nè, rồi ho nè, rồi có đàm hoặc là khó ngủ, là mình dùng đều dùng được hết nha quý vị. Mình khò khè trong người đó mình dùng được đều hết. Cái là miễn phí quý vị, cứ trả tiền ship cho Thành là 25.000 tới 30.000 thì Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận đâu cũng gửi quý vị hết. Ví dụ như quý vị ở Hà Nội Thành cũng gửi tới luôn nha quý vị cứ gọi Thành đi nha. Cũng như là ở đây đó thì cũng Thành cũng có chia lại cho bà con là những cái phần thuốc. Thì thứ nhất thì Thành sẽ chia cho bà con là như là thuốc cặp thuốc này thì bà con quá gần rồi. Cặp thuốc này đó là bà con mua rất là nhiều. Một ngày mua nhiều lắm, có khi lên phải 100 cặp với quý vị. Một cặp gì đó với một combo đồ. Combo đồ của Thành ở đây là có thuốc nè, là chai thuốc bóp nè, 3 chai dầu, 2 chai nhổ mắt, 2 chai nhổ mũi và 1 chai ngứa. Thì ở đây đó thì nếu ai bị bao tử thì Thành sẽ cho thêm 2 bịch bao tử nữa. Ai xin thêm cái món gì Thành sẽ cho thêm món đó, giống như máy phát giảng cũng như là tôn chỉ hành đạo. Thì cặp thuốc này á thì Thành sẽ giới thiệu lại là chuyên trị về cái gì. Thứ nhất á, là cặp thuốc này là chuyên trị thần kinh tọa, gây cục sống, thôi quắc cục sống. Bà con mà bị nhức đó, thường thường đó là những cái người mà lớn tuổi là thường bị nhức. Mình uống cặp thuốc này, cặp thuốc này mình uống tới 50 ngày, là một ngày mình uống 2 lần quý vị.
À, quý vị ơi, thì đây nếu mà ai không có tiền, hoặc là ai sợ, hoặc là ai lo lắng cho cơ thể của mình mà bị gọi là phụ, mà có tác dụng phụ đó quý vị, thì quý vị cứ gọi Quốc Thành, thẳng Thành đi. Nói bây giờ tôi muốn thử thuốc, đó, Quốc Thành sẽ gỡ thuốc cho quý vị, cho tới nhà quý vị luôn, Quốc Thành sẽ không lấy tiền quý vị. Khi nào quý vị uống xong, thấy ok, thấy ổn trong người, rồi quý vị hãy gỡ tiền cho Quốc Thành, không sao hết. Cái này là Quốc Thành muốn vừa đảm bảo cho quý vị, mà vừa đảm bảo cho Quốc Thành. Tại vì ở đây là Quốc Thành không có phải là người nghèo khổ đâu quý vị, Quốc Thành rất là khá luôn đó, nhưng mà bán cặp thuốc này đó là không có lời nhiều hết, chỉ nên muốn làm từ thiện cho bà con thêm này giàu, hoặc là thuốc diêm son, hoặc là thuốc bóp hay thuốc bóp này kia nè quý vị đó, cho bà con thôi, chứ thật sự ra là nó không có lợi lớn nhiều hết trơn quý vị. Một cặp vậy đó với một combo là nó 400.000 ha, chuyên trị gì nhất như là hàng kinh tọ, thoái quắc cột sống, gây cột sống, rồi mình bị nhức những cái đầu gối á, như là mình nhức cái từ đầu gối, từ cái dưới cái lưng quần xuống đầu gối đó quý vị, là gọi thằng kinh tọ. Còn nhức ở trên cái lưng quần lên là gai cột sống nha quý vị. Quý vị nhớ kỹ nha. Ai mà bị những căn bệnh đó thì gọi cho Khanh liền để mua, để mình uống hết những căn bệnh đó ha quý vị ha. Cái này á là mình uống á rất là hiệu quả luôn. Ví dụ như bây giờ quý vị mà bị 100% đi, mà mình mua cái này về đó là mình uống tầm cỡ nếu quý vị lâu đó mà bị già lâu đó thì uống cỡ chừng 10 ngày, 20 ngày thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là nó bóp được cỡ 7%, 8% quý vị. Còn nếu mà mấy người mà bị thằng kinh tọ mà bị nhẹ đó, bị cỡ nửa tháng hay năm hay là nửa năm gì đó, thì mình uống Quốc Thành bao quý vị luôn là 20 ngày. Quý vị sẽ thấy là khá rõ luôn, quý vị sẽ thấy là bị mình hết khá rõ luôn quý vị. Đó, thuốc thằng kinh tọ này rất là hay luôn quý vị. Ở đây là bà con là một ngày á, là Quốc Thành với Quốc Tạo bán là có thể lên 100 cặp đó quý vị. Đó, thì đó là thuốc về nhất nha. Thì bây giờ Quốc Thành sẽ giới thiệu thêm cho quý vị là về một cái thuốc là tê bì chi. Tê bì chi này đó là thuốc của Việt Nam, thuốc của Việt Nam hợp tác với Nhật Bản. Thì đây là tê bì chi là đau nhức bay gáy nè quý vị, rồi thiếu từng quầng máu trong não nè, nó bị gọi là mình suy nghĩ nhiều đó, rồi cái mình sinh ra bị chép, rồi mình bị nhức đầu. Kính thưa quý vị, thì giống như quý vị thường thấy đó, là giới trẻ hiện nay đó thường hay nó bị chép, bị stress, rồi bị giống như là bị lầm lì lì không nói chuyện với ai, rồi có khi bị nhức đầu. Thì kính thưa quý vị, đây là thuốc dành cho giới trẻ và người trung niên cũng như là người già. Đây là không có ngừa ai hết, thuốc này uống ai uống cũng được hết quý vị. Ở trong đây nó có hướng dẫn hết, người già uống sao, người trẻ uống sao, rồi người vừa uống sao, nó có chỉ trong đây hết quý vị. Thì ở đây là chuyên trị nè, tê nè, mình thường thường đó mình bị nhức tay hay tê tay này kia đó là mình uống thuốc này được nha. Tê tay nè, mình ngồi lâu mình niệm Phật đó mình bị tê giò, mình uống vẫn được luôn. Rồi cũng như là mình bị nhức đầu nè, thiếu từng quần máu trong đầu nè quý vị đó, đau mỏi vai gáy nè quý vị, là mình uống vẫn được luôn nha quý vị, bình thường nha. Cái này là chuyên trị về những cái căn bệnh đó nha quý vị. Một cặp gì đó, một hộp mình uống được là 30 ngày ha, một tháng 30 ngày một hộp gì đó là nó 300.000, thêm một combo đồ của Thành nữa là 350.000 nè. Thành sẽ cho combo đồ quý vị, ví dụ như quý vị muốn xin thêm cái này kia thì Thành sẽ cho thêm. Thành cho thoải mái hết, cứ xin nếu thích thế nào cho cái đó. Dụ như thì xin thêm một chai thuốc bóp nữa, Thành sẽ cho thêm một chai thuốc bóp. Quý vị xin thêm chặn đều của quyền, Thành sẽ cho thêm chặn đều của quyền quý vị. Bình thường Thành sẽ cho miễn phí hết quý vị. Một cặp thuốc vậy đó là uống được 30 ngày, chuyên về trị về là tê bì tay chân, đau mỏi vai gáy. Rồi á, tôi nói quý vị nghe ha, thuốc này là làm cho cái đầu óc của mình là minh mẫn lắm quý vị. Quốc Thành cũng uống, ngày nào cũng uống cho quý vị. Uống để cho mình, thứ nhất là nó giảm stress, thứ hai là đây không phải là thuốc, đây là thuốc thực phẩm chức năng. Nó giúp cho mình đó là cải thiện sức khỏe quý vị. Nó tốt cho cơ thể lắm, nó không phải là thuốc đâu, nó không phải là thuốc chữa bệnh đâu, nó là ngừa thôi. Thì stress nè, rồi từng quần máu không đều nè, cũng như là tê tay, tê chân này kia đó, mình niệm Phật, mình ngồi niệm Phật đó mình bị tê giò đó quý vị. Mình uống là không bị tê luôn nha quý vị, mình ngồi rất thoải mái luôn. Đây thuốc rất là ok luôn nha quý vị. Chưa bao giờ thấy một Thành thấy mà thuốc nào mà bị trị cái vấn đề tê mà hay như thuốc này luôn quý vị. Thưa quý vị, thì tới loại thuốc thứ ba đó là ở đây Quốc Thành sẽ giới thiệu cho quý vị là thuốc hạ huyết áp. Hạ huyết áp này đó là công dụng như thế nào, là lợi tiểu nè, giúp cho mình là cân bằng nè, cân bằng hệ miễn dịch ở trong cái cơ thể của mình đó, rồi là hỗ trợ hạ huyết áp rất là hay luôn quý vị. Là dành cho những người mà chóng mặt nè, ù tai nè, qua mắt nè, nó mình bị huyết áp cao đó mình sẽ bị những căn bệnh là giống như là chóng mặt nè quý vị. Quý vị cứ nghĩ đi, mình bình thường đúng không, là quý vị ngồi chút xíu nè, quý vị đang ngồi làm chút xíu, hoặc là quý vị ngồi đó đặng quý vị ăn cơm hay cái gì đi, thì mình chút xíu mình đứng lên là mình bị chóng mặt, mình ù tai, cái mình bị giống như là mất phương hướng gì đó quý vị. Đây là thuốc này là giúp cho quý vị là cân bằng cái hệ miễn dịch lại, là giúp cho mình đó là không có bị nè huyết áp cao, không bị ù tai, không bị gọi là chóng mặt đó. Thuốc này rất là hay luôn quý vị. Ví dụ như bây giờ, ví dụ thuốc cái huyết áp của mình đó, trung bình đó là nó cỡ 110-120, thì cái uống thuốc này đó nó sẽ hạ xuống cho mình, không dành cho những người mà bị huyết áp gọi là thấp nha, cái này hạ xuống cho mình, ai huyết áp cao sẽ bị hạ xuống rất là ok luôn. Một hộp gì đó nếu mà ai mà cần đó thì quý vị cứ gọi Quốc Thành, Quốc Thành sẽ
tư vấn chú vị rõ ràng hơn nha, để quý vị biết rõ hơn để mình mua về để mình dùng cho nó kỹ càng hơn ha. Đây thuốc này rất là ok quý vị. Đây thuốc huyết áp này đó là Quốc Thành không có dùng mà nội Quốc Thành dùng bà nội Thành dùng quý vị đó. Còn tĩnh mạch thì thường thường đó quý vị có nghe tới cái vụ mà giãn tĩnh mạch chưa quý vị? Đây đây thuốc này giãn tĩnh mạch đó quý vị. Cái gọi là bị mình giãn tĩnh mạch đó là những cái cơ của mình đó, những cái gọi là cái tĩnh mạch của mình đó nó sẽ là nhức lên. Thường thường quý vị thấy có cái gì là nhức bình thường này, nhức là nhức trong xương hoặc là nhức trong khớp không? Đó là những cái vấn đề giống như là thần kinh tọa gây cuộc sống. Còn bây giờ đó là do chúng ta đó là không phải còn như hồi xưa nữa, ăn những đồ độc hại không quý vị? Tất cả độc hại không à. Bởi vì bây giờ đó là có giãn tĩnh mạch này, nó giúp cho mình đó là những cái cơ của mình đó nó sẽ hoạt động đều lại, tĩnh mạch của mình đó là sẽ lưu thông lại quý vị, không còn là suy giảm tĩnh mạch nữa. Mà nó sẽ là hỗ trợ cho mình là giống như là cái thuốc này đó, cái này không phải là thuốc. Xin nhắc lại với quý vị một lần cuối cùng là không phải là thuốc. Đây là thực phẩm chức năng hỗ trợ cho chúng ta là không bị là giãn tĩnh mạch. Ai chưa bị thì nên mua để uống, đặng mình ngừa trước để giãn tĩnh mạch. Và nếu mà ai mà bị rồi đó thì mình mua về mình uống để cho nó là đừng giãn tĩnh mạch nữa. Nó sẽ lưu thông máu của mình, nó sẽ làm tĩnh mạch của mình đó là không có còn nhức nữa. Giãn tĩnh mạch đó quý vị, để Quốc Thành nói cho quý vị nghe là cái sự giãn tĩnh mạch là như thế nào ha. Đó, giãn tĩnh mạch đó là nó là nó bị giống như cái vỏ gì đó, nó bị nhức cơ nè, bị giật nè, giật bẻ nè, rồi bị giống như là cái gân của mình đó, nó bị nhức lên như vậy, đó là giảm tĩnh mạch đó quý vị. Đó, uống cái này vô là không bị giảm nữa. Cái này đó là 50 viên là mình uống được tính là 25 ngày, một ngày mình uống 2 lần. À, lúc nào mình bị thì mình uống, hoặc là mình uống trước khi mình giờ ăn, sau giờ ăn nếu vậy, sau giờ ăn một viên, đó, mỗi lần sau giờ ăn mình uống một viên. Đó. Thì bà con có cần cái gì đó thì cứ gọi Quốc Thành ha. Cũng như ở đây đó thì Quốc Thành cũng có bán dầu dừa. Thì dầu dừa ở đây đó là dầu dừa ở đây đó là nguyên chất nha. Dầu dừa ở đây là không có là không có pha, không có gì hết. Đó. Tại sao Quốc Thành nói gì không pha? Tại vì ở đây là Quốc Thành không dám bán pha đâu vậy. Ở đây Quốc Thành không dám bán đồ giả đâu. Cái gì cũng gì hết. Công an là đây này kia nó cũng có kiểm tra này kia rồi, không có dám bán đồ tào lao đâu. Đó, ở đây là Quốc Thành có là một cái người quen ở dưới Bến Tre. Nó người ta giới thiệu cho mình. Nó bây giờ mình đem về mình bán đó vậy. Mình chia cho bà con đó quý vị. Đó, một lít vậy đó là Quốc Thành chia cho bà con là 300 ngàn. Đó. Bà con lấy thêm một combo thì tính thêm 50 ngàn nữa ha. Còn nếu mà bà con mà lấy combo lẻ đó thì Quốc Thành tính đó quý vị là 100 ngàn. Tại combo lẻ thì nó gồm là có thuốc bóp nè, thuốc ba chai dầu nè, nó thêm hai chai nhổ mắt, hai chai nhổ mũi, với một chai thuốc ngứa, cũng như là hai bịch đau bao tử. Đó, thì đó là tất cả những thứ mà Quốc Thành muốn gửi tới quý vị hôm nay. Thì tất cả các thuốc ở đây đó, quý vị mà có muốn đang bị gặp căn bệnh nào thì quý vị gọi cho Quốc Thành để Quốc Thành tư vấn cho quý vị. Còn một điều nữa Quốc Thành hôm nay muốn nói với quý vị đó, thì ở đây đó Quốc Thành có một cái người thầy, thầy này đó thì chuyên trị về những căn bệnh là bị phụ nữ. Ví dụ như bây giờ quý vị bị phụ nữ mà không dám nói với ai đó thì cứ gọi cho Quốc Thành tâm sự Thành đi, Quốc Thành sẽ giúp quý vị về vấn đề đó. Ví dụ như quý vị bị về mà huyết trắng nè hay là cái gì đó thì quý vị gọi cho Quốc Thành, Quốc Thành sẽ báo với cái người thầy của Quốc Thành, thì người thầy của Quốc Thành sẽ là đứng ra để nói là ba người kết nối với nhau đó để nói chuyện với nhau, thì thầy Quốc Thành sẽ là giúp cho quý vị hết những căn bệnh đó. Bây giờ đó là người ta cũng đang gọi cho Quốc Thành để hỏi về cái vấn đề mà bị những căn bệnh về phụ nữ đó quý vị, rất là nhiều luôn. Quý vị cứ thoải mái ha, ai cứ bị thì cứ gọi Quốc Thành đi, Quốc Thành sẽ giúp cho ha quý vị. Thì đó là những vấn đề mà Quốc Thành muốn gửi tới quý vị. Thì quý vị coi dầu nè, dầu ở đây là Quốc Thành bao la luôn quý vị. Đó, dầu ở đây là Quốc Thành bao la luôn, ai mà có mà cần đó thì cứ mua ha, mua số lượng lớn số lượng nhỏ Quốc Thành đều bán hết. Quốc Thành không có kén gì hết, những người mà không có tiền cứ gọi đây Quốc Thành cho thoải mái luôn ha, cho chứ không có, nếu mà ai không có tiền Quốc Thành sẽ cho luôn, còn ai có tiền thì Quốc Thành sẽ chia lại, nó là vậy thôi. Quốc Thành ở đây là không có gọi là không có nhà tài trợ, chỉ có nhà tài trợ và thuốc tây thôi quý vị, đó thuốc tây thôi, còn tất cả các khác thì là Quốc Thành và ở nhà Quốc Thành làm thôi quý vị. Thì quý vị ơi, thì có bà con nào đó mà có coi video của Quốc Thành đó thì cũng quan hỷ cho Quốc Thành về những vấn đề giống như là đang coi video mà quay ngang cái có quảng cáo, không phải đâu quý vị. Quốc Thành đó là bây giờ đó là quảng cáo một ít về thuốc để cho bà con vừa có được những cái dầu, những cái sấm giảng, những cái hình thầy để về mình thờ phượng, mình cúng bái, chứ Quốc Thành cũng đâu có là chuộc lợi cho bản thân gì đâu. Quốc Thành chỉ là vừa cho vừa bán quý vị, chứ đâu phải là chuộc lợi giống như là bán hết đâu quý vị. Đó, chứ Quốc Thành cũng đâu có làm gì bậy đâu. Nếu quý vị có ai mà nghe được cái video này thì quý vị nhớ là quan hệ cho Quốc Thành nha quý vị. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật.